Mình về, mình lên về coi nha. Nóng chứ đó. Đó. Bữa nay đi chùa Đất Sét nè, mấy chị em đội đồng đội đi bữa Đà Nẵng nè, chạy dịch về á, là hôm mình đi hôm tháng 7 phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Ừ. Đi đồng, miền Trung á. À, đồng đội đi miền Trung nè. Hai cái máy kính cái đứng bự đẹp vậy nào. Thấy không, chị có bạn ba đuông không? Vậy chị coi clip Châu Đức á, Châu Đức Thanh Hồ á, là mình nè. Vậy chúc kết rồi, với chị đi chúc các bạn kết liền luôn. Cái số điện thoại của chị á, rồi có mình vô. Không, chúc anh lên Facebook mình kết cái gửi qua cho nó. Không, chị lên lên TV á, không? Lên TV á, xong rồi chị lên TV cái mình lên YouTube hả? Lên YouTube á. Kìa mình lấy nữa. Rồi tất nhà không? Không, chị lên à, mai mốt thì đi cái loại gài nào cũng hình vô vô. Lên YouTube giờ mình vô đây không? Đây nè, mệt nè, nó dép ở đây mà nó không dậy. Nói chùa có xếp quá cục cải. Bây giờ mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xe mình đi nè.